chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với chủ đề cua dì ba. Thì hôm qua là dì ba bị bệnh nên nghỉ. Thì hôm nay là thứ bảy, thì dì ba bán lại. Thì hôm nay thứ nhất là mình tới đây để xem coi, quay cho mọi người xem là xem coi sức khỏe của dì ba hôm nay như thế nào. Thứ hai là xem cái lượng khách nó còn đông như mấy ngày trước hay không. Đó. Thì hôm nay là thứ bảy, mình đến rất là sớm, rồi trưa 11 giờ đó, thì mình quay cho các bạn xem. À, rất là nhiều người đứng đợi dì ba. Thấy trước mắt là có vợ chồng của Thảo với lại chị Thúy ra để phụ dì ba ra trước, đang đợi cua đem ra. Chắc khoảng mình nghĩ chắc khoảng nửa tiếng cua mới đem ra. À, thì giờ là cái chú xe ôm đem cua ra nha. Mình thấy thì hôm nay là cua chắc hình như nhiều hơn mấy hôm bữa. Xe ôm thường xuyên chở cua cho dì ba, nói là hôm nay dì ba bán cua nhiều hơn mọi bữa. À, tại vì hôm qua là dì ba nghỉ, đó, nên nay dì ba muốn bán cho thêm một chút xíu nữa. Trước mặt mình là chị Thúy với lại bé là đang soạn cua cho để đi giao. Rồi xong khoảng 5 phút sau mới bán cua cho mấy người ngồi đang đợi ở đây. Anh à, lấy cái xe hạ rồi anh đầu xe cho mẹ với anh. Trước mặt mình là mình thấy trong cái thùng là 6 bịch cua, nhưng mà một bịch thì mình không biết là bao nhiêu ký. Với trước mặt mình là chị Thúy đang cân mấy bịch nữa. Ở đây chị chỉ thành đàng hoàng. Chị chị Thúy nói là hôm qua là dì ba nghỉ nên là rất có nhiều người đặt cua, nên là bữa nay là bán cua nhiều hơn mọi bữa. Đó. Với lại là hôm nay là thứ bảy nữa. Chị Thúy với con bé là đang hái cua cho mấy người hôm qua dặn á. Đang cân cua cho mấy người hôm qua dặn. Thank you.
đâu anh chị nào à? Dạ. Số 4 à. Có cái anh chạy chiếc xe máy màu trắng nè, mọi người thấy tôi là anh đợi từ nãy là cũng lâu lắm rồi đó. Số mười mấy hay gì đó. À, nãy trước khi bán là mình nói là ở trong cái thùng này là 6 bọc với ở ngoài 2 bọc nữa, mà bây giờ mới tới số 7, số 8 mà đã gần hết rồi, mới được bán được 3 bọc. À, chị Thúy nói là tất cả cua là giờ còn chỉ là cua gạch thôi, cua cớm với lại là cua thịt là hết rồi. Đây trước mặt mình là cua gạch không, rất là to. Số 12 của anh chị nào, số 12 à? Anh đợi lâu quá anh nhờ mua giùm, chứ giờ anh mắc công chuyện rồi anh không có ấy được. Vợ đẻ. Đúng rồi, vợ anh đẻ mà bây giờ anh móc số hăm mấy thì đợi lâu quá, ở nhà có công việc nên nó nhờ cái anh nấu xanh ở phía trước là mua giùm. Rồi. Anh biết cua gì ba lâu chưa? Lâu rồi. À, anh mua mấy lần rồi? Mua đó phải còn ba cái thau. À rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Một cái anh là rất là tốt bụng. Cái chị áo trắng trước mặt mình là chị hôm qua chị dặn 2 kg cua thịt, nay chị qua chị lấy. Chị đó là chị áo trắng, chị dẫn cua ngày hôm qua đó. Đây là cái chị trước mặt mình là cái chị đặt cua hồi ngày hôm qua tới giờ. À, chị cho em hỏi là chị nay bữa nay chị mua mấy ký cua? Dạ 3 kg. 3 kg là 2 kg cua thịt với là 1 kg cua gạch. À, chị có biết là hôm qua dì ba nghỉ không? Dạ có, em có gọi điện dì ba nói là ba nghỉ nên không có lên. À, chị có biết sao dì ba nghỉ không? Dì ba nói dì ba bệnh. À dạ, bữa nay chị mua là mấy ký cua, 3 kg cua. Dạ. Chị ở đâu, ở xa không? Em ở Bình Thạnh luôn. Bình Thạnh hả? Dạ. Dạ. Chị mua cua ở đây mấy lần rồi? Em mới mua lần đầu, hôm qua không, tình cờ thôi. Dạ. Điện thoại gọi thử thôi. À. Không biết là có mấy hay không, nhưng mà gọi thử để hỏi có đặt trước được hay không á. À, gọi số chị Thúy hả? Em gọi dưới số, lúc đó gì ba không máy, em không biết là số đó của ai nữa. À. Em hỏi là bà số gì ba không, thì ba nói là đúng rồi. Chị mua 3 ký. Chị ở bên Bình Thạnh qua đây để mua cua. Anh này ảnh xin số điện thoại để móc gì đặt cua cho nó thuận tiện hơn. Sao em nói sao nó lại? Bác ở Mỹ giờ thấy cua gì ba ngon quá định ghé mua ủng hộ. À, bác này là sao với em? Mua có 1 lần 2 lần. Bác này là sao với em? Bác này là bạn của ba em. À, bác này ở Mỹ mới về nè mọi người. Hồi nãy là em này chở bác bằng xe hơi, nhưng mà vô đây thấy xe đông quá nên là đi gửi xe rồi. Số 24 à. Bác biết cua gì ba này lâu chưa bác? Mới biết đây thôi. Dạ. Tại Mỹ, YouTube ở Mỹ bây giờ. Có YouTube nữa. Dạ. Dạ. Bác có biết hoàn cảnh của dì ba không? Không bao giờ gõ. À. Vậy nó biết rồi, dì ba bán cua ở đây nè. À, cua rất là ngon ha. Dạ. Dạ.
tối nay thì anh gọi đặt ngày mai nữa. Nay em định kiếm cua cớm mua mà cuối cùng cua cớm hết cua rồi, giờ bác mua cua gặp anh đã. À. Mấy anh em đợi rồi đó mà nghe nói gì ba nghỉ 2 ngày. À nghỉ. Em đợi 2 ngày luôn mà không thấy. Nghỉ 1 ngày, hôm qua nghỉ hôm qua gì ba bệnh. Hôm qua là em đợi không lại được, em à. Đợi là hết cua. Đúng rồi. Bác mặc áo đỏ trước mặt mình á là bác ở Mỹ mới về, là coi trên YouTube là biết ba của dì ba bán ở đây rất là ngon nên bữa nay ghé ủng hộ nè mọi người. À, mình thấy là còn cái một cái bọc cua cuối cùng mà dì ba chưa ra, bọc cua cuối cùng chắc cũng gần hết rồi đó. Bao nhiêu? 791. Theo mình nghĩ là thời gian sau thì dì ba sẽ bán cua tăng lên, tại lý do là lúc trước mọi người bán mua tại chỗ thì không có biết là qua đặt cua nữa, còn bây giờ thì một số người thì cũng có đặt cua qua điện thoại nữa nên là có thể là cua của dì ba sẽ tăng lên. Cái chú ở Việt Kiều Mỹ nè, đó, mua ba con cua gạch. Số 33. Hai con em ơi. Anh ơi, 315 anh ơi. À, dì ba ra rồi nha mọi người. Cua dì ba ra. Có một cái thanh niên đang đem cua vô giùm cho dì ba. Cua gì ba đem sao lúc nào cũng ngon hơn cua lúc đầu á, rất là to mà đẹp. Nay là dì ba bán khoảng 90% là cua gạch. Chắc tại ở vụ cua là hết cua cớm với cua thịt hay sao á. Nay dì ba lấy toàn là cua gạch. Rất là ngon. Số 43. Có cái chị áo trắng này là đặt hàng mua cua để ngày mai đem gửi sang Mỹ cho con của cổ. Chị đang điện cho con của chị là ở bên nước ngoài luôn á, trực tiếp ở bên Mỹ á. Là con của chị đó là đòi phải bằng buộc, bắt buộc là phải mua cua để gửi về sang Mỹ cho con của chị ăn. Đông đá đem đi vậy. Con này cổ đem đi
vô tay hả? Nó nặng à, được. Cái con dao nào dễ xài hơn? Này dễ xài hơn. Cái này khỏe không? Nặng quá. Nặng với lại nó lụt. Cái này khỏe không? Chưa? Khỏe rồi. Ủa chị ba nãy sao quẹt xe sao mà chúng mình. Ô trời ơi, thằng đứng con gai rồi. Có lấy không thằng ơi? Ba mình bán mấy ký vậy chị ba? Chạy qua rồi đó, vừa cái hai đụng nhau vậy đó. Ở đây còn cua gạch không à? Thằng này thử qua, chứ lợi. Có rớt cua không vậy ba? Không. Phải mấy chị ba kêu thôi thôi. Quay xe gần đây hả? Xe nó được quậy nó thể đi. Hả chị ba đi về quay xe hả? Xe hả? Có sao không chị ba? Có. Chị em bạn con kìa, con bé. Là lấy rồi. Rất là nhiều người đặt tour qua điện thoại. Nhưng mà hầu hết là họ tới là họ mua hết chứ không có ai mà đặt để là bị chuyện hay gì đó. Là họ đặt là họ tới họ mua. Một mình là 6 con, một mình 1 con. Chị Thí đang điện cho cái người đặt cua đó. Rất là nhiều người đặt cua qua điện thoại của chị Thí. Hiện tại là còn 4 con, 4 con cua gạch luôn. Hôm qua gì ba nghĩ có người ta điện gì ba đặt cua không? Không. Chắc điện qua chị Thí á. Dạ. Ủa chủ vừa cua sao gì ba có gì ba có hỏi chủ vừa cua sao mà nay không có cua cớp với cua thịt không? Tại dưới mua hai con rồi ba. Ba. Cái anh này là anh mua cua mà không được trẻ cho con luôn vậy bạn. Anh mua cua mà không được ngon nè, rồi cái đem lại dì ba đổi hai con, rồi dì ba cho đổi liền. Một con thôi. À. Thôi thì đổi, đổi mà này tới hai con tại cũng có ba con, tới hai con không có thì đổi luôn. Dì ba đang làm cua đổi cho anh đó.
rồi công cá chiên ba sáu bốn trăm sáu mươi ba đổi hai con cua cho cái anh này. Còn cua gì bạn? Cái anh chị này là tới trễ, là mua tới 3 lần rồi nhưng mà chưa mua được cua luôn đó. Hôm nay là dì ba bán gần 100kg đó, nhưng mà anh chị này tới trễ nè. Đó, hết cua rồi đó, giờ dì ba dọn. Hết cua rồi. Hết một con nào à. Hôm qua thì có người biết dì ba bệnh đó, nên đó hôm nay tặng quà cho dì ba. Một hộp thì cho chị Thúy, một hộp cho dì ba. Uống từ từ dì ba. Bên Mỹ hôm qua hôm bữa cô gửi 50. Chị ơi, hôm nay em sẽ đưa dì ba là 50 đô. Bữa chị gửi chị giấu tên chị không nói, hay sẵn đưa. Rồi với lại 2,5 triệu của cái anh đó, người bí ẩn luôn, không nói tên. Cái này 50 đô phải không? Dạ, là 2,5 triệu nha anh. Em đã trao 2,5 triệu nha anh. Cả nhà làm chứng cho mình là 2,5 triệu là anh toàn, anh chăng. Hôm nay là nó nhiêu? Con không biết, 50 đô Mỹ. 50 đô Mỹ hả? Tiền này cho ai cho thấy? Đó tiền này hả? Cho cái chị bị thử đồ ba. Còn cái này 500 ngàn là riêng. Cái này 2,5 triệu. Còn 500 ngàn này riêng của con, thì con sẽ gửi cho chị luôn. Cái này của tất cả là bao nhiêu? Thì chị ba cầm trước đi rồi một lát con tính. Cái này riêng của con nè. Chị Thúy phụ chị ba bán cua. Chị thấy vậy không tội quá. Thì chị không có tiền đâu. Chị phụ 500. Chị thấy đổ nuôi cho chị ba luôn đi. Thôi đổi luôn đi, đổi đi chơi luôn, người ta cũng đâu biết xài gì đâu. Con thấy đổi không? Con thấy đổi thì đổi. Chứ ta đâu biết xài này. Cái này là 3 triệu nha. Rồi tất cả là 3 triệu phải không? Ừ. Cái này riêng con 500 phải không? Là 3 triệu á. À, tất cả là 3 triệu phải không? Ủa 50 được nha, mình đổi cho. À, gói cái đó gói riêng ra cho chị ha. Từng gói đi, gói lại. Dì ba bán khoảng bán xong rồi khoảng chừng 1 tiếng rồi đó, mà có cái cặp này lại để đặt cua chị Thí nè, ngày mai để mua cua. Có cái con này dẫn con tới đặt cua của dì ba nữa đó, rồi sẵn chụp hình luôn. Có con bé này rất dễ thương nè, nó chụp hình với dì ba luôn. À, chị đó với con của chị là hỏi thăm sức khỏe của dì ba, hôm qua dì ba bệnh. Có cái chú xe mà mua cua cho khách đó, rồi cũng đặt cua, đặt số điện thoại cho, xin số điện thoại của chị Thúy. Qua 12 giờ